Phật giáo Nam Tông á, thì các em nhỏ nhỏ thì từ khoảng 12 đến 13 tuổi thì sẽ bắt đầu đi tu. Và cái việc đi tu của các em đó, nó giống như là cái việc mình đi nghĩa vụ quân sự đó. Có nghĩa là đến tuổi thì các em phải đi tu, gọi là tu sa di, tu báo hiếu. Cái tu trống có nghĩa là đánh lại cho các sư ở đây lên em, lên dùng cô. Tâm. Sống à, sống đu đủ, sống đu đủ. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. À, hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại chùa Nam Tông ở Lào, đó là có tên là chùa Vạch Luôn, tỉnh Atapu, một tỉnh Hà Nam của nước Lào. Và vào thời điểm này là 10 giờ hơn cô bác quý anh chị, và các Phật tử ở đây á đang dâng cơm cho các vị sư dùng cơm trưa cô bác quý anh chị. Đây là một cái ngôi chùa Nam Tông thì các vị sư ở đây chỉ dùng một cơm một lần trong một ngày duy nhất thôi. Tử cúng gì thì các sư về sẽ dùng đó. Để tìm hiểu thêm về các sư sẽ dùng cơm như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và ở đây có một cái chị kia là người Việt Nam, bây giờ Bùi Hồ sẽ trao đổi với chị ha. Em chào chị. Dạ, hôm nay là dâng cơm cho các sư hả chị? Hôm nay món ăn gồm có gì hả chị ha? Chị cho em xem được không? Mở ra cho em xem được. À, đây là gồm có thịt nè mọi người, rồi thịt chiên, rồi bánh lọt, với lại rau. Bên kia là cái này gì chị? Không biết kêu nó móc ba. À, cá. Cá hả? À? Dạ, chị là người Việt luôn hả? Việt cũng được, mà Lào cũng được thôi. Chị sống ở đây lâu chưa? Chị sắp đẻ một tay. Dạ, lúc trước thì ba mẹ của chị là người Việt hả? Ở tỉnh nào hả chị ha? Không biết luôn. Ở đây là có một cái phần, em dở ra được không? Được, dở, cái dở chọc chứ. À, mọi người có thấy không, đây là một cái phần có trứng nữa nè. À, nhìn rất là ngon luôn ha. Theo các sư Nam Tông á, thì Phật tử cúng gì thì các sư sẽ dùng đó, và các sư chỉ dùng một lần trong một ngày thôi. Có nghĩa là trước giờ ngọ. Đây được không? Đây là phần cơm đó mọi người. Để chút xíu nữa các sư sẽ dùng cơm thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem ha. Có một cái chị kia thì nói chuyện tiếng Việt được, thì các anh không có nói chuyện tiếng Việt được. Lúc nãy thì Bùi Hồ cũng đã có hỏi phép để xin để quay. Dạ. Good. Dạ, đi qua đây. Ở đây thì các cụ bà ở đây đang đợi đến giờ để dâng cơm cho các vị sư đó. Thì thấy mỗi một cái cô, các bà ở đây đều có một cái xô ở ngoài trước. Ở trong cái xô này thì có tiền, rồi thậm chí là có đề cày nữa này cô bác quý anh chị. À, và các cô ở đây là đang mặc cái bộ đồ trang phục của nước Lào, đó là xà gông. Và mặc một cái... có một... dạ. Lào. Dạ. Đi chùa. Dạ, các cô đang đi chùa. Con đi chơi. Con đi vòng vòng đi chơi. Dạ. Dạ. Ủa, cô nói chuyện tiếng Việt được hả? Ít thôi. Đang dâng cơm cho sư hả? Đang dâng cơm cho sư hả? Đem cơm cho sư. Dạ, thì các bà các cô đây đang mời nước mình nè mọi người. Nước Lào khá là thân thiện, khi mà gặp thì rất là cởi mở luôn. Dạ. Con đi Atapu. Con đi khách sạn ở đằng này nè ba. Dạ. Bà hỏi là Bùi Hồ đi khách sạn ở đâu, bà nói bà biết ít thôi. Cũng không có hiểu cho lắm, với lại một cái chị này đang cho cơm vào các phần nè, thì mình thấy rất là lạ. Đây là các cơm thì được nấu nước ở dưới, còn cái phần cơm thì nó nằm ở trên, gọi là cơm, nhưng mà ở đất nước Lào thì đa số là họ ăn nếp thôi. Có nghĩa là đây sử dụng nếp chứ không phải là gạo giống như ở Việt Nam, như cô bác quý anh chị. À, đang chia vào các phần nhỏ nhỏ.
Và theo ước tính thì nước Lào là một trong những nước mà ăn nếp nhiều nhất thế giới luôn á cô bác quý anh chị. Có nghĩa là sáng họ cũng ăn nếp, trưa cũng ăn nếp và thậm chí là chiều cũng ăn nếp. Ở Việt Nam thì đa số sử dụng là gạo, còn ở Lào thì đa số sử dụng là nếp. Tại vì nếp thì nó có chất dẻo và thơm và lại lâu đói nữa. Nếp thì họ không có nấu giống như là ở Việt Nam, để vào cơm nấu thì sẽ hơi nước cắt lên thì sẽ chín, nhưng mà ở đây thì nước họ để ở dưới và cái nồi này nè, họ để ở trên họ giống như là hấp vậy. Cái công đoạn này thì được các chị, các em cũng như là các cô, các bà được chuẩn bị trước 11 giờ. Thì 11 giờ thì các sư sẽ bắt đầu dùng cơm, có nghĩa là dùng cơm trước giờ ngọ. Ở các chùa Nam Tông thì đa số là các sư thầy thôi cô bác quý anh chị, nữ thì không có đi tu. Đối với Phật giáo Nam Tông á, thì các em nhỏ nhỏ thì từ khoảng 12 đến 13 tuổi thì sẽ bắt đầu đi tu. Và cái việc đi tu của các em á, nó giống như là cái việc mình đi nghĩa vụ quân sự á. Có nghĩa là đến tuổi thì các em phải đi tu, gọi là tu sa di, tu báo hiếu. Nếu như mà các em còn duyên với lại Phật pháp thì các em sẽ tu lên, sẽ lên hòa thượng đồ vân vân. Và đây là các em đang làm một cái lễ gì đó thì Bùi Hồ cũng không có ganh nữa. Thì muốn chia sẻ hình ảnh này cho cô bác quý anh chị xem một cái ngôi chùa Nam Tông tại Lào là như thế nào. Ở trên đó thì có cái cây có nhiều tiền quá. Một cái giường này được trang trí khá là đẹp ha. Hình như là không biết để làm cái gì luôn á. Nếu như mà cô bác quý anh chị mà có ai hiểu gì những cái nét này thì có thể bình luận cho Bùi Hồ được biết ha. Đây như em bé nhỏ xíu này đây thì ba mẹ được đưa vô chùa để mà tu, gọi là tu sa di, còn gọi là tu báo hiếu. Khi mà có duyên với Phật thì sẽ tu thêm, thì được lên là tỳ kheo rồi lên hòa thượng vân vân. Ở Việt Nam thì cũng có ở một số tỉnh như là Sóc Trăng, Trà Vinh hay là An Giang thì cũng có rất là nhiều chùa Nam Tông. Và các chùa Nam Tông chủ yếu là các sư thầy không có nữ tu như cô bác quý anh chị. Tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị biết về cái cảnh mà cái cách của các sư dùng thực buổi trưa tại chùa là như thế nào. Hình ảnh các chị đang chuẩn bị các món ăn để dâng lên buổi trưa cho các sư nè cô bác quý anh chị. Sau khi dùng cái bữa cơm này thì các sư sẽ không được ăn nữa, chỉ được uống thôi. Và nếu như mà có đói hay là những cái tu mà những cái vị sư nhỏ nhỏ như thế này, tu sa di có đói thì sẽ uống sữa, không được ăn cơm đến ngày hôm sau. Các món ăn thì cô bác quý anh chị có thể thấy là đầy đủ canh người thịt ha. Dạ. Ở đây rất là vui, người Lào thì gặp nhau là cười tươi. Cái công việc này chuẩn bị thì tầm khoảng 9 giờ là chuẩn bị rồi. Chuẩn bị cho đến 11 giờ là các sư sẽ bắt đầu dùng cơm. Bây giờ thì chỉ còn hơn 15 phút nữa thì các sư sẽ dùng cơm. Bây giờ các anh các chị sẽ và dâng cơm lên cho các sư này cô bác quý anh chị. Dạ. Trong khi rất là vui luôn.
À, còn đi nói nó nói mưa rồi chứ. Ở đây hình như là gọi á. Gọi. Gọi. Gọi mú, gọi mú. Là mú. Là mú. Không phải ra lào, không phải ra biển. Anh đi tụng mú. Anh đi tâm. Tâm. Sống, sống. Sống, à, sống đu đủ, sống đu đủ. Việt Nam có gì cả. Việt Nam cái kinh bò. À, Việt Nam là gói đu đủ. Việt Nam cái ăn cơm bò. Dạ. Sống đu đủ là một món rất là ngon mà mình được một cái em sinh viên nói anh có qua đây á, anh thử cái món này. Kiểu là giống như là đu đủ Thái á, đu đủ luôn. Ở đây thì mỗi người một việc hết à, cô này thì múc canh nè. Còn à, chị bên đây là Tầm khá muôn. Rút. Rút. Xong, xe phát là xong rồi coi, mấy chân. Nhưng lại gì đâu. Cái món này là một cái món không thể thiếu và là một trong những cái món ăn truyền thống của người Lào luôn mọi người. Bỏ ớt, tỏi và sau đó thì sẽ dầm lên. Sống đu đủ dạ yeah. Bạn này biết hỏi mình là You can beat Vietnamese. Bạn thì không nói tiếng, có một chị nói tiếng Việt được à? Có cà chua, chanh. Rất là vui. จะแท็กไปได้บ่จะแท็กไปได้บ่โอ้ยคงเป็นเพื่อนเจ้าเนาะไปสิเห็นบ่จ้ะจะแท็กไปได้บ่จะแท็กไปได้บ่โอ้ยคงเป็นเพื่อนแล้วบ่ฮู้ได้เข้าบ่ได้เป็นเพื่อนเฮาตามเพราะว่าก้อยหั่นจะแท็กไปเด้อสิไปจะแท็กไปเด้อจะแท็กมาเพิ่นมาเพื่อนก้อยไปเพิ่นก็ว่าหั่นเดี๋ยวไล่ซะไปโตเด้อไปไปเฮ้าติเขาติตั้งคือจริงเห็นอยู่โอ้โหเพชรÀ, đất nước Lào thì khoảng hơn 70% là theo Phật giáo. Ôi, anh thân thai như này chứ. Khi nào, hồi bữa chắc, 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 hồi bữa
đu đủ. À, sau đó sẽ mâm lên tiếp. Việt Nam. À, dạ. No. Sài Gòn. YouTuber Việt Nam in Sài Gòn. Sài Gòn, Đà Nẵng. Hey. Dạ. Một cái bạn này hỏi em này hỏi xin YouTube. Dạ. Ôi không bấm được. Ôi sao tiếng này sao bấm? Ôi. Tiếng Thái. Ôi, nói chuyện không được tiếng Thái sao nói? No. Sum tâm. Dạ. Dạ. Tan con lẽ. Cô khoai bồ hộp vào sao? Ngon. Tiếng Việt. Tiếng Việt là đu đủ dầm. Đu đủ dầm. Dạ. Dạ. Ở vì ở Thái thì gọi là sụng tầm. Ngon. Ngon xẹp. Dạ. Xẹp ngon. Dạ. À, cái chú này hỏi là tiếng Việt cái món này được gọi là cái món gì? Ừ. Thì ở Việt Nam là gọi là tiếng Việt là đu đủ dầm. Đu đủ dầm. Dạ. Dạ. Mình nạc à. Hắn là cho muốn hết. Lôi còi. Dạ. Lôi con heo. Con heo, thịt heo. Heo mú. Heo, dạ. Mú. Làm tiết cho chùa. Dạ, làm tiết cho chùa. À, chú nói để chuyện được tiếng Việt đó mọi người. Chú nói biết nhiều không chú? Biết ít thôi. Chú có qua Việt Nam chưa? Cái gì? Chú có đi Việt Nam chưa? Đi. Sài Gòn. Đi tỉnh Kon Tum. Tỉnh Gia Lai. Đi tỉnh Kon Tum. Tỉnh Gia Lai. Tỉnh Quy Nhơn. Quy Nhơn, Bình Định. Việt Nam đẹp. Đẹp lắm, Việt Nam đẹp. Tắm biển. Biển. Tắm biển. Ủa. Mình tắm. Giờ tắm. Dạ. Tâm biến là có sao đâu. Natalie. Dạ. Dạ. Mưa nha. Dạ. Tâm biến Natalie. Đa số thì các cô chú, anh chị hoặc là những người Lào á, sau khi mà sang Việt Nam á thì thích đi những cái vùng biển như là biển Đà Nẵng hoặc là Nha Trang. Tại vì ở đó thì sẽ được tắm biển, tại vì đất nước Lào thì được bao phủ bởi tất cả các nước như là Thái Lan, Campuchia, Việt Nam hoặc là Myanmar, nên sẽ rất là thích biển. Mỗi khi về Việt Nam là sẽ tắm biển thôi, vì cái văn hóa nó tương đồng nên thành nữ ra là về Việt Nam thì nó sẽ dễ hơn. Sống. Cái món này mà đem về Việt Nam bán chắc ngon á. Khi các bà ở đây tiếp chùa để mà nấu những cái phần ăn cho các vị sư xong thì các bà dùng một cái bữa cơm ngay tại chùa luôn. Các bà các cô ở đây sẽ dùng ở đây và các sư thì sẽ dùng ở trên kia. Thì bữa cơm ở Lào á thì cũng khá là lạ so với mọi người, có nghĩa là ăn đa số là sẽ dùng tay, sẽ bóc cơm và cuộn cơm lại và kẹp vào một cái miếng thịt. Đa số là bóc tay của bác quý anh chị, hạn chế dùng muỗng. Từ khi nào mà
múc canh thì mới làm dùng muỗng thôi, đa số là dùng tay để nắm lại. À, chị húp canh thì mới dùng muỗng thôi, cô bác anh chị. Và đa số cơm là cơm nắm á, cơm nắm lại. À, thậm chí là các bà ở đây rất vui vẻ là kêu mình là dùng cơm. Cơm nếp. Ở Lào là cơm nếp. Dạ. Còn ở Việt Nam là gạo. Gạo. Ở đây là dùng nếp. Người Lào ăn ở nhà chùa. Dạ. Người Lào ăn ở nhà chùa. Người, ăn chua. Người Lào ăn ở chùa. Ừ. Ăn thịt. Ăn thịt. Ăn canh. Ăn nước mắm. Canh canh. Ừ. Nấu canh. Nấu canh. Ừ. Người Lào làm bún. Dạ. Con người con của người Lào thì làm ông sư. Con có người Lào là ông sư. Ừ. Một người. Dạ. Và bố mẹ chết. Dạ. Con bố chết. Dạ. Làm này. Làm bún mấy ngày xong. Dạ. Ừ, tốt. Mẹ ăn cơm. Dạ. Con của người Lào là ông sư. Ừ. Dạ. Ăn cơm là ăn cơm nếp. Ừ, cơm nếp ăn thịt. Cơm nếp ăn với thịt. Có con rồi. Ông sư ăn cơm. Chưa ăn chưa? Chưa ăn. Mới bột giờ ông sư ăn được. Dạ. Mới bột giờ ông sư ăn. Dạ. Bây giờ ăn không được đâu. Dạ, đúng 11 giờ mới ăn. À, có nghĩa là cô này chia sẻ là người Lào thì chỉ thích ăn cơm nếp thôi. Và con của các cô thì vô chùa tu thì được gọi là ông sư. Và các ông sư thì chỉ đúng 11 giờ mới được ăn cơm. Và các sư thì ăn cơm ở trên chỗ này. Còn các cô khi mà làm cái công việc công quả hoặc là tiếp chùa thì sẽ ăn cơm ở chỗ này. Cô bác anh chị. Bây giờ tí xíu nữa thì mình đợi các sư dùng cơm ha. Dạ dạ dạ. Đây là một buổi dùng cơm của các sư ở cô bác anh chị. Rất là hiếu khách luôn. Và các sư ở đây đang dùng cơm nè cô bác anh chị. Và dùng cơm các sư Nam Tông là ở đây chỉ dùng tay thôi. Và trong khi ăn thì các sư không có được nói chuyện. Và dùng coi như là trong khi ăn tam tịnh nhục. Trước khi ăn thì các sư sẽ tụng một cái bài kinh, gọi là bài kinh coi như là cảm ơn những người mà đã làm ra hột gạo của cô bác anh chị. Và sau đó thì các sư sẽ dùng cơm và dùng những tam tịnh nhục đó, có nghĩa là Phật tử cúng gì ăn đó. Ở đây thì mình thấy bữa cơm này là cơm có là đu đủ dầm nè, thịt nè, với lại nếp nè, với lại bánh lọt. À, và Bùi Hồ trước khi vô đây quay được cái phim của các sư dùng cơm của các vị sư ở chùa Nam Tông Lào á, thì cũng có hỏi sư và sư cứ nói là cứ tự nhiên quay. Và một điều cái bất ngờ nhất là Bùi Hồ là một người lạ và ở đất nước khác, nhưng mà đến đây thì các sư thì rất là niềm nở cho quay hết rồi. Đây nè các. Dạ, ở Việt Nam. Dạ. Dạ. Sư ở đây nói là dạ.
Sư ở đây nói cứ quay thoải mái. Ở đây đa số nước Lào là đa số dùng cơm nếp nha cô bác quý anh chị. À, ăn mà sẽ ăn bốc với lại ăn muỗng thôi. Và trước khi ăn lúc nãy thì Quỳnh Hồ nghe được cái tiếng trống, có nghĩa là đánh lại cho các sư ở đây lên ăn, lên dùng cơm. Các sư ở đây dùng cơm chủ yếu theo cái đó là quy luật tam tịnh nhục, có nghĩa là không giết con vật đó giết cho mình riêng cho mình ăn và không hay con vật đó chết. Có một cái tiếng la và ăn là chủ yếu là để mà gọi là để nuôi thân để mà tu thôi. Sư trẻ trẻ như thế này được gọi là tu sa di, có nghĩa là tu báo hiếu cho bậc ba mẹ, công ơn dưỡng dục của cô bác anh chị. Cô bác anh chị có thể để ý là rất là nhiều vị sư ở đây nhưng mà khi ăn là không được nói chuyện, không được đùa giỡn, ăn là để ngồi để ăn ăn như vật cơ thể để mà nuôi dưỡng mình. Chắc có lẽ là sư cũng đã dùng cơm xong rồi. Thì buổi ngồi trên chân thành cô bác quý chị đã xem video hết đến thời điểm này. Và đây là một cái nét văn hóa rất là độc đáo của người Lào và các bữa dùng cơm cũng như là dùng cơm của các vị sư. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn cô bác quý chị ở video tiếp theo tại nước Lào ha.